Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGrab nhận tóc cần có kỳ hiệu là GTX. Con này trước kia mình đã làm iGrab nó về đã 3 lần các bạn. Mình đã bán hết 2 lần rồi. Con tóc cần này nó lý sàn la tóc cần. Nên các bạn làm giá này các bạn. Hiện tại giá rất là thấp nè bạn. 0.001. Khi tham gia chương trình iGrab từ một cái sàn la tóc cần này các bạn sẽ nhận được 200 tóc cần có kỳ hiệu là GTX. Sau khi này nó có về các bạn cứ để đó chờ nó lên giá các bạn có thể bán các bạn. Rồi để tham gia dán các bạn link thứ nhất của mình các bạn đăng ký cái sàn la tô cần và phải cài CLE level 2, mình có để cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn các bạn. Rồi các bạn mở cái phần link thứ hai ra các bạn bấm nút start chat chatbot tiếp tục các bạn. Rồi. Sau khi các bạn đăng ký cái sàn la tô cần xong các bạn bấm don nghe các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn đăng ký cái sàn la tô cần các bạn. Sau khi này tô cần này nó sẽ trả về cái sàn la tô cần, mình sẽ làm cái video thông báo cho tất cả các bạn nhé. Rồi các bạn điền email của mình vào, lưu ý nha bạn, các bạn điền email trên cái sàn la tô cần nha các bạn. Rồi các bạn bấm edit nha bạn, có phần để mình dịch ra tiếng Việt các bạn. Rồi các bạn bấm vào một edit nha bạn. I am pro email kỹ ta, mình sẽ post lộn các bạn, bấm nó start lên nè. What is email sang là tôi cần thì bạn điền vào nè. Nhân quân cái bot này hơi rồi, các bạn bấm lại là no tbot các bạn. Xin nó không lo. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh I don't chat. Rồi các bạn bấm vào join kênh Telegram của nó các bạn. Một kênh nữa. Các bạn đáp lại nha bạn. Join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi đây mình join rồi. Rồi các bạn bấm chat it nha bạn. I don't chat it nè. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn muốn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi bấm đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm add on chat it tiếp tục nè. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow RTX và request lên nè. Rồi bạn nhấn vào add fan. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Ha, rồi các bạn like và tweet lên các bạn. Like và tweet lên. Con này tóc cần này đã list sàn là tóc cần lâu rồi nghe các bạn. Hiện tại giá rất thấp, nó có thời điểm lên tới 2 đô tóc cần nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào I don't check it các bạn. Rồi các bạn điền lại một subscribe server account để mình coi nó cái điền username hay đường link các bạn. Điền cái account theo word của mình thì các bạn vào account MMO các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của mình sẽ gặp cái username theo word của mình nha các bạn. Mình cộng một anh. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot các bạn. Rồi các bạn tiếp tục subscribe kênh YouTube. Rồi các bạn nhấn fan nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào đăng ký xong các bạn bấm lại nha các bạn. Mở tất cả mở cái tên hồi nãy ra các bạn. Các bạn rồi bấm vào I don't check it tiếp tục nữa bạn. Rồi nó kêu join kênh group gì nữa là thôi. Rồi các bạn join lên join vào một cái group kênh group là sao tôi cần nữa các bạn. Rồi bạn bấm vào I don't check it tiếp tục nữa các bạn. Rồi join vào nhóm chat nữa nè. Sao con này join nhiều kênh như ta. Rồi các bạn bấm đáp lại bấm I don't check it tiếp tục nữa bạn. Rồi các bạn cũng follow theo word tiếp tục nha bạn. Đây là một dự án rất là uy tín và chất lượng nha các bạn. Rồi bạn theo dõi. Khi nào nó về tôi cần 200
200 tôi cần này hy vọng giá lên 2 đô rồi, 1 đô một tôi cần là ngon lắm các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn thử quýt lên cái. Rồi các bạn trở về một con bot nãy nè các bạn. Rồi bấm add-on chat tiếp tục các bạn. Rồi các bạn like Facebook nè. Rồi sau khi các bạn like Facebook các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn bấm vào add-on tiếp tục nè các bạn. Rồi nó kêu các bạn cũng nhấp đây nhé các bạn, nhấp vào đây kiểm tra thử nếu mình tải app nhưng các bạn không tải app thì thôi nha tất cả các bạn, không ăn thua gì hết. Rõ ràng đây là một cái sàn của Latin thì bởi vì đâu có quốc gia mình, mà bạn nào muốn tải được cái này phải phát cái bị qua bên Ấn Độ. Rồi vậy video mình đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Phan, đây mình hướng dẫn các bạn lấy ghép. Bấm vào bài lắc menu các bạn. Bấm vào đây mobile app, lên ghép. Nào ta. Rồi các bạn bấm vào Goto là tôi cần nè. Câu hỏi do you win. Các bạn ơi, cái link ghép mình là cái link lúc các bạn bấm nút start là nó có một cái link ghép này nha các bạn. Rồi các bạn bấm done, rồi các bạn bấm edit nha các bạn. Ồ, các bạn bấm no tbot chứ không phải là bấm edit nha các bạn. Bấm edit là không được. Rồi vậy video này kết thúc nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.